Tôi là bác sĩ Jaslyn Đỗ, xin kính chào quý vị. Tôi là một nhân viên của tổ hợp UCMG và ngày hôm nay có bác sĩ Võ Văn Cầu. Bác sĩ Võ Văn Cầu là president của tổ hợp UCMG. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Xin kính chào bác sĩ Cầu. Kính chào bác sĩ Jaslyn Đỗ. Kính thưa quý vị, thì một lần nữa, hôm nay chúng tôi đại diện của tổ hợp y tế UnitedCare Medical Group, việc tắt là UCMG, xin hầu chuyện cùng quý vị khán thính giả. Thì chương trình chúng tôi hôm nay trước tiên là chúng tôi có một chút giới thiệu về tổ hợp y tế UCMG và sau đó thì bác sĩ Jack Rô nói về cái kích ngừa sưng phổi cũng kích ngừa về cảm cúm. Thì sợ gì chúng tôi lại hôm nay là vì mùa này là mùa đông rồi mà mùa lạnh rồi thì cái cảm cúm nó sẽ đến rất nhiều với chúng ta, và trong đó có những cảm cúm rất là nguy hiểm, nhất là những người mà trẻ có thai như là Zika. Thì và sau đó nếu có thời giờ thì chúng tôi cũng nói một chút về cái có thai ngoài tử cung và rất hiếm mà nguy hiểm cho những sản phụ. Nếu lỡ có thai ngoài tử cung mà không chẩn đoán trước kịp thời thì có thể nhiều khi bị hư cả bộ phận nữ bà khó có con, hoặc là nhiều khi mất chảy máu, mất máu nhiều thì có thể nguy hiểm trên mạng. Thì đó là những cái đề tài mà nếu chúng tôi sẽ trình bày hôm nay để hầu chuyện với quý vị khán thính giả. Thì xin bác sĩ Jack Rô nói một chút về cái làm thế nào mà ngừa cảm cúm và làm thế nào hữu hiệu, và cái tổ hợp ECG có chương trình chích ngừa như thế nào đối với tất cả quý vị trong cộng đồng chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thì quý vị cũng biết rằng là mỗi một mùa đông đến thì phần đông nước Mỹ có rất nhiều những người bị bệnh flu. Thì mỗi năm thì mình cần từ tháng 9 cho tới tháng 3, và cái mùa flu nó có thể kéo dài cho tới tháng 5. Thông thường cái mùa flu nó bắt đầu peak, nó bắt đầu bị nhiều nhất là cỡ khoảng tháng 12 cho tới tháng 3. Thì mình nên chích ngừa flu để chi? Để mà mình ngăn ngừa, để mà khi mà mình bị nhiễm trùng cái con vi khuẩn flu này thì cái triệu chứng của mình nó không có gây tổn tới tánh mạng, và nó cái triệu chứng nó không có bị nhiều, không có bị nặng hơn. Mỗi một năm thì người ta dùng, người ta làm ra mỗi cái vaccine, chất để mà ngừa cái bệnh flu. Thì mỗi một năm á, thì cái chất những cái chất mà họ làm để mà ngăn ngừa flu nó mỗi khác. Thành ra có nhiều quý vị Jackson thường nghe nói rằng là mỗi khi tôi không chích thì không sao, nhưng mà tại sao tôi chích flu vô thì tôi lại bị bệnh. Thì thiệt ra thì những cái mùa flu, những cái chất lượng mà họ dùng trong cái flu đó là những cái chất, phần đông là những cái chất lượng, những cái tế bào của cơ con flu nó đã chết rồi. Thành ra để cho cơ thể mình làm thành những cái, có những cái miễn nhiễm để mà lúc mà mình bị cái con vi trùng đó, cái con flu đó nó infection thì mình có thể chống lại được. Cũng giống như Jackson thường giải thích cho bệnh nhân, cũng giống như một nước mà mình đã prepare, mình đã giúp cho quân lính để mà chống lại những cái giặc ngoại xâm lăng vô, thì mình có thể prepare, mình có thể chống lại dễ dàng hơn. Thì Jackson khuyên rằng là quý vị nên chích ngừa flu để mà không phải là để mà mình không có bị flu. Có thể là mình có thể bị nhiễm trùng cái con siêu vi khuẩn đó, nhưng mà lúc mà mình nhiễm trùng thì cái cơ thể mình biết được để mà chống lại nhanh chóng hơn, và cái triệu chứng nó không có bị nặng hơn. Và có nhiều người, có nhiều cái mùa flu, có nhiều cái con flu nó rất là mạnh thì nó có thể làm cho mình bị tử vong. Những người mà
Rất là nên chích là những em bé, tại vì những em bé cái hệ thống miễn nhiễm không có được mạnh mẽ, hay là những người mang những cơn bệnh kinh niên, bệnh nhất là những cái bệnh mà nó đi về phổi, giống như những người bị suyễn, những người hút thuốc lá, những người bị tiểu đường, hay là nhất là những người trên 65, những người lớn tuổi, thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ không có được mạnh mẽ. Lỡ may mà bị nhiễm trùng phải cái con vi trùng đó thì cái cơ thể họ nó có thể biết đường mà chống lại. Một trong những cái mà Justin thường hay nghe tới rằng là nếu như hồi đó giờ tôi chưa chích, bây giờ tôi sợ tôi chích vào thì tôi sẽ bị bệnh. Thì có thể mỗi năm, tại vì mỗi năm họ sản xuất cái con vi khuẩn nó khác nhau. Giống như những năm trời trước mình trong cộng đồng của mình bị trong cộng đồng trong nước Mỹ bị cái con vi khuẩn H1N1 mà mình không biết, thì rất có nhiều người bị bệnh và có rất nhiều người bị vô nhà thương. Sau này họ làm ra cái vaccine để mà chống lại cái H1N1, và hiện tại bây giờ cái vaccine của năm nay họ cũng có cái con vi trùng đó. Để mà lỡ may mà con vi trùng đó nó có trở lại thì rằng là cái những người mà đã có cái vaccination, cũng giống như tất cả những cái vaccination mà mình dùng cho con nít, mình có thể, những người mà họ đã có vaccination thì họ có thể không có bị bệnh nặng. Dạ vâng. Nói thêm là như quý vị biết, năm nay ngoài những cái vi khuẩn thường, vi khuẩn có nghĩa là một con nhiều, có nhiều loại, mà số mà mình chích ngừa thì là một hoặc hai loại, ba loại thôi. Cho nên mặc dù chích rồi mà còn một vi khuẩn khác nó lạ thì mình bị vẫn có bệnh như thường, bị mình mang bệnh như thường. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà họ làm cái nghiên cứu mà để họ làm cái vaccination đó, thì họ tìm những con vi trùng nào mà đã có và sẽ có dựa trên cái nghiên cứu của họ trên toàn thế giới. Và vi trùng đó là xảy ra thường xuyên nhiều nhất, thành ra cái số mà cái vaccine đó là cover những vi trùng đó. Thì trường hợp mà như bác sĩ rắc đến đó nói, nếu như mà quý vị yếu mà bị cảm cúm, bị con vi trùng, thì nhiều lúc nếu mình không ngừa thì cơ thể mình còn không có chất đề kháng để chống vi trùng đó, và có thể gây ra những cái biến chứng là complication rất là nguy hiểm. Kiểm chứng là nhiều khi sưng phổi, cái này cũng nguy hiểm. Nhiều người có sưng màng ốc, cái này còn nguy hiểm nữa. Thì bị sưng phổi nặng hoặc là sưng màng ốc thì cái đó có thể tử vong. Nhất là quý vị lớn tuổi, quý vị có bệnh như bác sĩ rắc thắng độ nói là bệnh phổi, bệnh miễn nhiễm, cái immune deficiency của mình, cái người mà chống thì có cái kháng thể mà chống vi trùng ít, thì đó là những cái mà mình ngại. Cho nên tốt nhất là mình nên chích ngừa. Chích ngừa thường thường á, chích ngừa là lợi hơn hại. Có những người tưởng chích ngừa là mình làm cúm, không phải đâu. Hoặc là chích ngừa có thể làm bị bệnh, không phải đâu. Chích ngừa giúp cho mình khi bị cảm cúm thì cơ thể để chống lại. Thì nhiều khi mình có triệu chứng nhưng mà thực ra rất là nhẹ, cũng có biến chứng. Thành cái chích ngừa là rất là quan trọng. Vì vậy cho nên tổ hợp chúng tôi đã UCMG đề nghị tất cả quý vị nên chích ngừa. Chúng tôi sẵn sàng trả tất cả những cái thuốc chích ngừa cho quý vị. Quý vị miệng rằng cứ đến bác sĩ gia đình, và bác sĩ gia đình họ đề nghị họ chích cho quý vị. Thì cái ngừa này là miễn phí, và cái phí tổn thì tổ hợp chịu cái phí tổn đó. Và tổ hợp thấy rằng chích ngừa tốn kém đấy, nhưng mà nếu quý vị nặng vào bệnh viện thì tốn kém hơn nữa. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là cái sức khỏe quý vị không có đảm. Vì vậy chúng tôi mặc dù là có tốn kém nhưng mà tôi thấy là chích ngừa rất là lợi. Vì vậy tôi đề nghị tất cả quý vị lúc này bắt đầu mùa lành rồi thì nên đến bác sĩ gia đình để chích ngừa. Dạ vâng. Một trong những cái mới mà năm này nó thay đổi là những năm khác thì họ có thể làm cái chích ngừa bằng những cái siêu vi khuẩn của những cái con virus đã chết rồi, và họ có một cái ngăn ngừa nữa là họ có dùng cái live virus. Là quý vị biết là những quý vị nào mà đã đi chích ngừa năm ngoái mà có thể dùng cái loại là nasal spray dùng để mà xịt vào mũi,
Nhưng năm nay bởi vì CDC cho biết rằng là cái loại, cái phương pháp dùng để mà ngăn ngừa bằng live virus, dùng bằng cái nasal spray thì nó không có hiệu nghiệm. Thành ra trong năm nay có những em đến đòi xin không muốn bị chích kim, muốn dùng cái loại live virus, cái loại nasal spray. Thì trong năm này thì họ không làm cái phương pháp đó nữa, bởi vì họ biết được rằng là năm ngoái cái phương pháp đó dùng nó không có hiệu nghiệm. Thì có thể rằng là trong tương lai thì họ có thể kiếm ra cái lý do tại sao mà năm ngoái họ dùng cái phương pháp live virus bằng cái nasal spray nó không có hiệu nghiệm. Thì mong rằng là có thể là năm sau họ có thể kiếm ra được phương pháp mới. Nhưng mà năm nay thì tất cả quý vị và tất cả các em, nhất là các em không có muốn bị kim chích, phải ráng cố gắng. Bởi vì trong năm nay thì họ không có làm cái loại nasal spray được. Dạ vâng. Ngoài cái chích ngừa flu ra thì có những cái loại chích ngừa để mà ngăn ngừa bệnh. Thì hôm nay Justin xin nói thêm hai cái loại chích ngừa, đó là để mà cho người lớn, nhất là những người trên 65 tuổi. Cái đó là một cái nó gọi là Pneumovax 23. Cái Pneumovax 23 là chích ngừa, nó gồm có 23 những loại vi trùng mà có thể làm cho những người và những em bé bị những cái bệnh giống như là viêm phổi, sưng màng não, nhiễm trùng tai. Thì cái Pneumovax 23 này là phần đông tất cả những người mà trên 65 tuổi nên chích để mà ngăn ngừa không có bị viêm phổi. Năm 2011 người ta có ra thêm một loại chích ngừa nữa, nó là Prevnar 13, có nghĩa là nó kiếm thêm 13 cái con siêu vi khuẩn mà có thể làm cho những người lớn tuổi bị viêm phổi. Thì đây là một cái vaccination, một cái chích ngừa mới mà chúng tôi khuyên những người trên 65 tuổi nên chích. Dạ vâng. Ngoài ra thì quý vị phụ nữ mà mang thai thì chúng tôi cũng đề nghị nên chích ngừa. Trong những nghiên cứu gần đây của Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ thì họ nói rằng những cái chích ngừa mà chống về bình về về cảm cúm về mùa này đó, thì tất cả những sản phụ nên đi chích. Và những nghiên cứu cho thấy rằng cái thuốc mà chích ngừa cảm cúm không có ảnh hưởng đến bé. Thì trước đây họ đề nghị rằng là chích vào 3 tuần thứ 2 hoặc 3 tuần thứ 3. Tuy nhiên gần đây những thứ mới nhất họ cho thấy rằng trong 3 tuần thứ nhất vẫn chích được. Cho nên những người có bầu, có thai nên đi chích ngừa cảm cúm. Lý do là nếu mình có thai thì cái miễn nhiễm và sức đề kháng cơ thể sẽ giảm xuống. Cho nên nếu mình cảm cúm thì nặng hơn, không những cho mẹ. Và nếu như ảnh hưởng đến con thì nhiều khi bị cảm cúm nặng và vi trùng sán gia nhập vào thì nhiều khi em bé cũng bị luôn, gọi là không bị hư thai luôn. Vì vậy cho nên họ đề nghị những người có thai nên chích ngừa cảm cúm. Thì đó là những nghiên cứu mới nhất và họ bảo đảm rằng là sự chích ngừa cho người mẹ không ảnh hưởng đến em bé. Dạ vâng. Thì nói đến cái chích ngừa cho phụ nữ mang thai, Justin, có những người bệnh nhân họ thắc mắc rằng là cái flu shot cho những người mang thai nó đặc biệt hơn những cái flu shot cho những người thông thường không bác sĩ, bởi vì họ có nhiều người họ sợ trong cái flu shot nó có cái mercury, thì cái mercury nó có thể ảnh hưởng tới cái thai sanh. Thì bác sĩ nghĩ sao? Cái số lượng mà mercury nằm ở trong cái vaccine trên đó thì rất là thấp, cho nên tổng quát mà nói thì họ này không có đáng lo lắm, là nếu không có, nếu mình có lò chích ngừa mà không có cái chất đệm mà đó
thì có thể mình thích tốt hơn những nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên những nghiên cứu mới nhất đây thì họ thấy rằng những chích ngừa ngay những cái mercury mà có ở trong cái vaccine là không có đáng kể, cho nên vẫn chích ngừa được. Yeah. Vậy là mình nên chích hơn là không, dù cho là những cái chích những dù cho là nếu như mà không có cái loại vaccine mà nó mercury free thì mình cũng nên chích cái loại thông thường, dù muốn dù không nó cũng tốt hơn là mình không có chích. Một trong những cái loại chích ngừa mà cho những người mà mang thai nữa là cái Tdap, thì chắc Linh biết rằng là những cái năm vừa qua cái mùa dịch ho gà, cái pertussis ho gà nó xảy đến, thành ra họ khuyên những người mang thai từ cái week 21 trở lên nên chích cái Tdap để mà bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho em bé. Sau này mà em bé ra đời thì không có bị lây cái bệnh ho gà, mà cái bệnh ho gà có thể rất là nguy hiểm cho những em bé sơ sanh, bởi vì những em bé sơ sanh cái hệ thống miễn nhiễm còn rất là yếu, thành ra những người phụ thai nên và những người có thể chăm sóc cái em bé sơ sanh nên tất cả những người đó nên chích ngừa cái Tdap. Dạ, đây là những cái chích ngừa mà UCMG, tổ hợp UCMG mong muốn kêu gọi quý vị nên chích để mà prevent, để mà chống lại và để mà ngăn ngừa bệnh. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Đắc Sinh Độ. Thì còn một chút thời giờ chúng tôi cũng xin bàn phép là giới thiệu một chút nữa cái tổ hợp UCMG. Cái tổ hợp y tế UCMG là tổ hợp hoạt động trong cộng đồng chúng ta từ năm 1995. Từ khi mà tổ hợp UCMG có hợp đồng với Cantema để chăm sóc sức khỏe tất cả quý vị trong cộng cam. Từ 1995 cho đến bây giờ là chúng tôi đã phát triển rất nhanh, từ vài trăm bệnh cho nên đến nay vài chục ngàn bệnh. Có thể hiện tại chúng tôi có thể thấu gần 40.000 bệnh nhân, và cái sự phát triển đó cũng nhờ sự ủng hộ tất cả quý vị trong cộng đồng chúng ta. Ngoài cái công tác mà chúng tôi có với Katrama là quý vị có xu hướng Medicare, có xu hướng Medicare Part A, Part B, tuy nhiên và có Medicare. Tuy nhiên những quý vị đi làm việc thì có Medicare Part A và Part B mà thôi. Thì nếu quý vị mà đi tự do đấy thì quý vị phải mua thêm cái supplement. Cái supplement đó mỗi 3 tháng quý vị tốn đến 4-500 đồng. Nếu quý vị vào trong tổ hợp chúng tôi là dưới chương trình của Central Health Plan và Value Day ấy, thì quý vị không có phải mua cái supplement nữa. Thì mỗi 3 tháng của quý vị được dành dùng được tối thiểu 4-500 đồng. Cái điểm thứ hai nữa đó, là nếu chỉ quý vị vào bệnh viện, nếu như có Medicare mà vào bệnh viện thì tổ hợp UCMG nào báo tất cả những cái phí tổn của bệnh viện cũng như phí tổn của bác sĩ, quý vị không cần phải trả. Nếu quý vị đi tự do có bạc y, bạc BA và bạc B mới tự do đấy, thì ngoài ra quý vị ngoài mua supplement khi vào bệnh viện, quý vị phải trả một số gọi là co-payment, và có một số thời gian là quý vị không thể nằm viện ngoài được, phải về nhà một tháng rồi hoặc là nửa tháng tùy theo rồi quý vị mới vào được. Thành cho nên có những trở ngại và khó khăn, và để quý vị gia nhập vào tổ hợp UCMG thì quý vị không tốn tiền bệnh viện cũng như không có tổn những bác sĩ, và quý vị nằm bệnh viện cho đến khi nào bác sĩ cảm thấy rằng quý vị đủ sức khỏe để về với gia đình. Thì đó là cái lợi điểm. Ngoài ra chúng tôi cũng có phần commercial là Bluecord, Blueshield và Cigna, và ngoài ra về quý vị mà có Medicare Part A, Part B và Medicare
thì quý vị sẽ vào cái OneCare hoặc là OneCare Connect. Tất cả nữa, cái plan đó là nằm trong cái health plan là Katima. Thì đó là những cái chương trình mà chúng tôi có. Thì quý vị làm thế nào mà quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi? Thì đơn giản nhất là quý vị có bác sĩ gia đình. Vì như có bác sĩ rất lên độ đây là bác sĩ gia đình quý vị. Thì nói là quý vị muốn gia nhập tổ hợp y tế UCMG thì làm như thế nào? Thì bác sĩ gia đình hướng dẫn quý vị một cách chú đáo và quý vị để thay đổi tổ hợp và vào tổ hợp chúng tôi. Quý vị có Medi-Cal thì cái chương trình nó hơi khác, là quý vị gọi đến thẳng cái Medi-Cal và quý vị nói để xin đổi tổ hợp. Thì gọi Medi-Cal quý vị sẽ gọi số điện thoại là 714-246-8503, 714-246-8503. Nếu quý vị ở tổ hợp khác mà muốn nhập vào tổ hợp ECMG thì quý vị gọi đến này, chỉ nói rằng tôi xin cần một tập hồ sơ để gia nhập tổ hợp hoặc là thay đổi tổ hợp, thì Katima họ không có hỏi quý vị gì cả, vì cái là quyền quý vị, không ai có hỏi quý vị gì cả. Họ sẽ gửi cho quý vị tập hồ sơ, nếu quý vị điền vào thì tốt, nếu quý vị ngại ngùng hoặc là muốn chắc chắn thì gặp bác sĩ gia đình, họ hướng dẫn quý vị để điền vào cho chính xác. Thì quý vị gửi cho Katima tháng sau, từ ngày gửi tháng sau, quý vị đương nhiên vào tổ hợp mà quý vị mong muốn. Thì đó là những chi tiết làm thế nào gia nhập vào tổ hợp UCMG khi quý vị có thượng Medi-Cal hoặc là Medicare, Part A, Part B và Medi-Cal. Dạ vâng. Chúng tôi biết rằng là có rất nhiều tổ hợp ở trong vùng Orange County, nhưng mà tổ hợp UCMG chúng tôi rất là cố gắng, tất cả những bác sĩ để mà bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ gia đình dùng để mà chăm sóc sức khỏe cho quý vị thật là chu đáo. Một trong những cái mà tôi là bác sĩ gia đình tôi rất thích ở UCMG rằng là có những đi những bác sĩ chuyên khoa rất là dễ dàng và được đi thẳng, không cần phải chờ đợi để mà xin phép. Cái thứ hai nữa rằng là có những cái test mà chúng tôi quý vị có thể đi thẳng, không cần phải xin phép. Nhất là siêu âm, nhất là phụ nữ cần phải siêu âm buồng trứng hay siêu âm tử cung, quý vị không cần phải chờ đợi xin phép. Quý vị có thể gặp bác sĩ gia đình và bác sĩ gia đình có thể đưa giấy cho quý vị đi thẳng. Đây là trong những cái dịch vụ mà nói riêng tôi là bác sĩ gia đình tôi rất thích, là bởi vì nó không có tốn kém thì giờ của chúng tôi và nó cũng không có sự chờ đợi cho quý vị. Vâng. Thì đó là một phần trong cái chương trình của tổ hợp UCMG. Thì tổ UCMG quan niệm rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và cái phòng bệnh là tặng dẫn như cho quý vị chích ngừa cảm cúm là một cái vấn đề phòng ngừa. Hoặc là quý vị đi khám phát sự sản phụ khoa mỗi năm một lần để tìm ung thư cũng là cách phòng bệnh, mà nếu là tìm mình sớm nữa thì tìm tòa chúng tôi tạo mọi điều kiện dễ dàng cho quý vị, từ bác gia đình giới thiệu cho đến bác sĩ chuyên khoa để mà tìm mình sớm, chữa bệnh sớm thì công việc chữa trị hữu hiệu hơn và tốt đẹp hơn. Điểm thứ hai nữa là chúng tôi tạo mọi quyền đại dễ dàng cho bác sĩ gia đình giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa, nếu quý vị bác sĩ đền thấy rằng cần thiết về sức khỏe quý vị khám bác sĩ chuyên khoa sớm thì chữa bị sớm, nếu cần mổ xẻ thì mổ xẻ sớm là hữu hiệu hơn và nó bảo đảm hơn. Thì đó hai nguyên tắc mà chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là y khoa phòng ngừa là cái mà chúng tôi chú trọng, vì cái đó là cái hữu nhất ngừa bệnh. Cái điểm thứ hai nữa là tạo mọi điều kiện để quý vị đến bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt. Nếu quý bác sĩ nhìn thấy rằng quý vị nên đến bác sĩ chuyên khoa để họ chữa sớm thì mau lành hơn, thì đó là nguyên tắc của tôi. Thì nguyên tắc đó trong những năm hành nghề chúng tôi chứng tỏ rằng là rất hữu hiệu, nhất trưng để mà ngừa bệnh và thứ hai là bảo vệ sức khỏe của quý vị. Thì thời gian hẹp,
đài đã cho biết rằng thời gian đã không còn nữa, thì chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúng tôi mong quý vị được sức khỏe trong những ngày tháng sắp đến, nhất là Tết Tây rồi Tết Ta. Và nếu quý vị có vấn đề gì muốn hỏi thì nên đến gặp bác sĩ để hỏi, và chúng tôi mong muốn rằng được phục vụ sức khỏe quý vị, và mong quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Với tư cách là giám đốc của tổ hợp, chúng tôi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị tuần tới, và chúc quý vị một buổi tối weekend thật hạnh phúc với gia đình. Một lần nữa, tôi là bác sĩ Jasmine Đỗ, một nhân viên ở trong tổ hợp UCMG, rất hân hạnh đến được tới quý vị ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc với gia đình. Xin cảm ơn.